Thế thì đúng cái bệnh này rồi. Mấy hôm nay không hiểu là có loại virus vi khuẩn mới ấy, nó đang xâm nhập vào cái con khủng long đây này. Nhìn thấy gì kia không? Một con khủng long. Đây chỉ là bộ xương khủng long thôi. Bởi vì sao con khủng long này đã bị những cái con virus vi khuẩn nữa kìa. Nó tấn công mà ăn hết thịt như thế. Nó ăn hết thịt rồi, bây giờ chỉ còn toàn xương nữa kìa. Liệu khi nào em Cam nhà cháu cũng bị như thế không? Loại virus vi khuẩn này rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà khi mắc bệnh là mình phải chữa ngay. Bây giờ hãy dẫn bác sĩ về để khám cho em Cam đi. Đâu? Bệnh nhân ở chỗ nào nào? Ở trong đây à? Đúng rồi bác sĩ ạ. À. Em cháu vẫn ở trong đấy từ sáng đến giờ đấy. Em Cam ơi. Bác sĩ nhím đến rồi. Bác sĩ đến rồi đây. Đạp bác sĩ thế. Bác mở ra xem nào. Ôi dồi ôi. Chân tay mặt mọc nốt hết cả rồi. Để bác cùng xem nào. Nốt này là do cái gì nào? Ôi đúng rồi. Đây này, như bác suy đoán ngay từ đầu này, những cái vết nốt này đều là do vi khuẩn mà bám trên những cái con khủng long kia gây ra đấy. Ui thế? Đúng rồi. Cháu bị đau cả lưỡi nữa. Ui dồi ôi, cái lưỡi cũng trắng trắng rồi kìa. Nếu mà không chữa nhanh nhá, là vi khuẩn nó sẽ chui theo đường lưỡi, chui vào cổ họng và chui xuống bụng đây. Ui, nguy hiểm vậy á bác sĩ. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào? Đó là mình phải vệ sinh sạch sẽ. Mình sẽ phải tắm xà phòng, rửa tay xà phòng, rửa chân xà phòng và rửa mặt bằng xà phòng để cho những cái con vi khuẩn và những cái nốt này nó bị trôi đi hết đi là sẽ khỏi. Cháu rửa xà phòng đi. Xà phòng á? Đợt này nhiều bệnh nhân quá, thế nên ở nhà bác dùng hết xà phòng rồi. Nhưng mà không sao, bác đã mang đến một bộ dụng cụ có thể làm ra xà phòng để có thể rửa tay và rửa mặt được. Vậy thì bây giờ chúng mình hãy đi làm xà phòng đi. Đây là bộ nguyên liệu để làm ra được những bánh xà phòng đấy. Wow. Ở đây có hình con khủng long này. Đúng đây rồi. Là xà phòng dành cho khủng long ạ. Xà phòng này là dành cho khủng long bị bệnh, nhưng mà ai dùng cũng được bởi vì đều có chức năng tiêu diệt vi khuẩn. Thế là chúng mình sẽ làm xà phòng và đem ra cho các bạn khủng long nữa đúng không? Đúng rồi. Thơm thế. Đúng rồi, xà phòng này. Ui, có cẩn thận đấy bác sĩ ơi. Đây. Bên trong này có những thứ gì vậy? Đây đều là những nguyên liệu làm xà phòng đấy. Để bác sĩ đọc lại hướng dẫn sử dụng ra xem nào. Thơm quá. Thơm nhưng mà không ăn được đâu nhá. Đây là nguyên liệu để làm xà phòng đấy Cam ơi. Bên trong này còn một cái khuôn hình những chú khủng long này. Khủng long ăn cỏ, khủng long ăn thịt, khủng long tay kiếm. Ở đây đã có sẵn một túi nguyên liệu xà phòng này. Còn đây là các cái màu mình có thể thêm vào để tạo màu cho xà phòng. Màu để biến các cái cục xà phòng thành màu xanh đỏ tím vàng. Còn đây là glycerin và những cái hương liệu để cho tạo mùi thơm cho xà phòng. Đây là túi đựng này, đây là khuôn, đây là cái đũa để khuấy và đây là hướng dẫn sử dụng. Ở cái quyển này nó hướng dẫn gì vậy bác sĩ nhím? Đây là những cái hạt xà phòng màu xanh này. À. Còn cái hạt màu bẩn bẩn nâu nâu này chính là vi khuẩn vi đúng rồi không? Chính là nhìn một cái áo bẩn mà chứa những con vi khuẩn này đấy. À. Khi mà mình mà làm gì bẩn ấy thì nó sẽ có những con vi khuẩn. Khi mà mình rửa tay xà phòng thì những cái hạt xà phòng này nó sẽ lao vào, nó
tấn công con virus, làm con virus bật ra khỏi áo đây này. Nhưng đấy, ra là vậy. Con virus phải sợ quá chạy ra khỏi cái áo này, thế là cái áo này sẽ được sạch sẽ. Còn đây là các cái bước rửa tay này. Đấy, lúc đầu mình sẽ xoa hai bàn tay vào xà phòng, kỳ mu bàn tay này, đảo lại này, kỳ những cái kẽ này. Sau đó mình còn kỳ cả những cái khuỷu, những cái ngón tay cái này, kỳ cả cổ tay nữa này. Đấy, khi mà mình làm được những cái bước này thì sẽ hết sạch virus vi khuẩn ở trên người em Cam. Mấy cái bước này cô giáo cũng dạy em rồi. Đây, cô giáo dạy rồi, thế mà các bạn nhỏ vẫn cứ để bẩn như thế là nguy hiểm lắm đấy. Thôi, bây giờ bọn mình vào làm xà phòng đi. Bây giờ đầu tiên này, mình sẽ bỏ một ít xà phòng này ra. Làm xà phòng này cần phải sử dụng bếp và nhiệt, do vậy là phải có người lớn làm, các em bé không thể làm được đâu. Đúng rồi. Đấy, bây giờ làm cho cả các bạn khủng long nữa, nên là bác sĩ sẽ cho nhiều một chút nhá. Rồi, thêm 1-2 cục nữa. Xong bây giờ thả trong nồi này ạ? Đúng rồi, mình sẽ thả vào cái nồi này và bật bếp lên. Nó chảy ra chưa bác sĩ ơi? Mình sẽ làm nóng nước lên là nó sẽ chảy ra thôi. Đây này, đấy, đang chảy ra rồi này. À, đúng rồi. Bắt đầu ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Đấy, đun một lúc là các cái xà phòng sẽ tan thành như nước như này này. Như thế này đã được chưa bác sĩ? Được rồi đấy. Bây giờ này chúng mình hãy đổ ra các bát đi. Sau đó mình sẽ đổ ra ba cái bát. Thật khéo đấy, bởi vì xà phòng này rất nóng đấy. Một cái bát này. Một cái bát này. Hai cái bát này. Không được đâu, chạm tay vào đây là sẽ bị bỏng tay đấy. Ba bát xà phòng này. Sau đó mình sẽ đổ glycerin vào từng lọ. Đổ cái này để làm gì vậy bác sĩ? Glycerin này sẽ làm cho nó đông lại. Còn trước tiên mình sẽ đổ màu vào đã. Có ba cái màu này này. Màu này là màu cam này. Mình sẽ cho lọ vào đây. Đấy. Wow. Đẹp không? Rồi, mình sẽ bóp này tạo thành xà phòng màu cam để cho em Cam dùng. Rồi, đẹp quá. Cho em đổ. Đây, cho em Cam đổ lọ màu đỏ này vào cái bát này. Đây, Cam cầm đây và đổ đi. Đấy. Đổ cẩn thận không là nó rơi ra ngoài nhá. Bóp thẳng vào. Đấy, bóp vào đấy, bóp đi. Lọ này như lọ thuốc nhỏ mắt. Đúng rồi, bóp đi nào, bóp mạnh vào. Đấy. Còn đây là lọ màu xanh này. Cho màu xanh vào ở đây. Đấy, bóp thật mạnh vào thì là nó sẽ phụt xuống nhanh này. Em thật bóp ra ngoài đấy. Màu xanh này đậm quá. Thế nên là mình sẽ cho ít thôi. Đưa đây để bác sĩ cho màu đỏ này cho. Ui dồi ôi. Màu đỏ trông như màu máu ấy. Rồi, màu đỏ này cũng đậm quá. Thế nên mình cũng cho vừa thôi. Bây giờ sẽ khuấy lên nào. Khuấy đều. Không sao, tí nữa mình sẽ rửa đi. Khuấy đều. Đúng rồi. Sau đó mình sẽ cho thêm xà phòng thì có mùi thơm đúng không? Mình sẽ cho thêm cái hương liệu này vào này thì nó sẽ tạo ra mùi thơm. Mùi rất là thơm luôn. Thơm không? Đấy, cho một ít vào đây. Mỗi bát cho một ít đúng không? Cho một ít vào đây. Cho một ít vào đây. Cho nhiều cho thơm. Cho cả lọ hương liệu này vào nữa. Đây là hương tinh dầu đấy. Wow, hóa ra làm xà phòng như thế này có rất nhiều công đoạn đấy các bạn ạ. Đúng rồi, để cho xà phòng á màu đẹp này, thơm này, ai cũng muốn rửa thì phải làm cẩn thận. Đấy, sau đó mình lại khuấy đều lên lần nữa này, cho các cái hương liệu nó tan ra. Bây giờ cuối cùng mình sẽ cho glycerin vào để cho các cái xà phòng này nó đang từ thành nước để nó sẽ đông thành bánh. Bánh gì? Bánh xà phòng đấy, để em Cam có thể rửa tay đấy. Đấy. Rửa mặt à? Không, bánh xà phòng này chỉ rửa tay thôi. Rửa mặt là mình sẽ phải làm xà phòng khác. Xong công đoạn này rồi, là tới công đoạn cho xà phòng vào những cái khuôn để tạo hình cho nó đẹp. À, công đoạn này thì tớ cũng làm được đấy. Để tớ làm phụ giúp các cậu nhá. Đây, tớ sẽ làm chiếc khuôn khủng long trước để cho các bạn khủng long. Đúng rồi. Các bạn khủng long thì sẽ rất thích màu. Màu gì đây? Màu xanh dương. Xanh da trời. Cẩn thận đấy. Đấy, đổ ở đây nhá. Đổ vào từng chiếc khuôn cho nó đầy mặt khuôn thì là được. Rồi, được 2 khuôn rồi, 3 khuôn rồi. 3 cái hình rồi. Cẩn thận em Cam. Đấy, đổ vào một cái khuôn có hình cây thông Noel nữa này.
Rất nhiều khuân nha, đa dạng các kiểu dáng luôn. Bạn khủng long nào thích khuân gì cũng có hết. Công đoạn đổ vào khuôn như này cũng cần phải một người rất khéo tay đấy. Không là sẽ đổ. Đúng rồi, không là sẽ bị đổ đấy. Ô, những cái vết nốt ở trên mặt em Cam, nó ngửi thấy mùi xà phòng. Nó sợ. Đúng rồi, nó chạy đi hết rồi kìa. Mấy giờ em thử đổ quá. Đây, em Cam thử đổ khuôn màu đỏ ở đây đi. Múc một thìa đầy này, xong gạt vào thành bát. Đấy, gạt để cho những cái ở ngoài thìa này nó không được chảy ra. Rồi, đổ vào. Đấy, đầy chết đất rồi. Tiếp tục, múc thìa thứ hai đi em Cam. Múc thìa thứ hai. Xong lại gạt tiếp. Gạt thành bát, gạt cẩn thận em Cam, gạt nó nghiêng ở phần trên này nó lại đổ đấy. Gạt mình phải nhìn phần trên này phải thật thẳng. Rồi, cái này các em bé cần phải có người lớn trợ giúp cơ. Rồi, được rồi, đổ vào đây đi, đổ vào ông già tuyết nào. Em đổ vào ông già tuyết đi. Đấy, đổ thật từ từ và khéo léo nha. Nhưng mà em Cam làm có vẻ không ổn đâu. Cam làm chậm thế này xà phòng sẽ bị đông lại mất. Thôi để cho chị Trang làm tiếp đi. Không tí nữa các cái bánh xà phòng nó đông hết vào là chúng ta không thể làm được xà phòng đâu. Xà phòng này còn làm được rất nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau đấy. Chúng mình có thể làm những bông xà phòng có màu đỏ, màu xanh, nhưng mà cũng có thể làm được những cái bông xà phòng có nhiều màu sắc. Đấy, bằng cách chúng mình sẽ đổ một ít lớp màu đỏ phía bên dưới, sau đó là cho một ít màu cam lên mặt trên. Đấy, tôi sẽ làm chiếc bánh xà phòng có 3 màu luôn. Đổ màu cam lên trên này. Xong sau đó sẽ đổ màu xanh lên lớp trên cùng. Đúng rồi, màu sắc thế cho các em bé thích. Rửa tay tôi. Ô, chưa được đâu em Cam ơi. Ui dồi ôi, xà phòng vẫn còn đang đông cứng mà. Cái xà phòng này mình phải chờ một tiếng cơ thì nó mới đông hẳn hoi được. Chứ bây giờ nó vẫn còn đang là nước. Thế nên là không rửa được đâu, không rửa được đâu. À, vậy là chúng mình phải chờ thêm một tiếng nữa. Bảo sao tối vừa nãy cứ tưởng là đổ ra khuân như thế là dùng được rồi. À, nó đang bắt đầu đông đông người này các cậu ơi. Nhìn này, như thạch ấy. A few moments later. Bây giờ sau khi đợi một lúc thì những cái xà phòng này đã cứng hết rồi đấy. Bây giờ bọn mình có thể bóc ra được rồi. Cam bóc cho anh mấy cái đấy nào. Bóc nhá. Này Cam ơi, nhìn này. Cầm hai đầu này, xong rồi để một ngón tay ở giữa này này. Ấn lên như thế này này. Đấy, ấn từ từ thôi. Xà phòng 3 màu luôn. Hình ông già Noel luôn. Trông như là một viên thạch. Đây này, anh dạy Cam này. Cầm hai này, xong ấn cái ngón tay ở giữa như này. Đấy, ấn mạnh lên. Đây, Cam cầm như này. Cầm như này nhá, xong rồi ấn. Để một ngón tay ở giữa, ấn lên rồi, ấn lên nào. Ấn từ từ lên, đấy. Được chưa? Một bánh xà phòng bây giờ để hết vào đây Cam ơi. Màu vàng này. Màu vàng và màu đỏ luôn. Đấy, ui, cái này đẹp chưa? Cái này còn mấy màu đây? Cũng là cái 3 màu luôn. Có mặt của hình một ông già Noel luôn. Đây, một chiếc ủng nữa đây. Yeah. Ngon nè, cái này không ăn được đâu. Đây là xà phòng đấy. Còn đây là người tuyết, cây thông Noel nữa này. Đúng rồi, ấn đẩy nó lên là nó lên, cẩn thận không có được gãy nhá. Phải đẩy nó lên hết đã. Đây trông như hình con bạch tuộc ấy nhỉ. À không phải, đây là hình một con khủng long. Một con khủng long ăn cỏ. Cho khủng long đứng ở đây này. Cho cây thông Noel đứng ở đây này. Wow, còn gì nữa không? Trang trí thêm một con khủng long lưng gai nữa này. Đây, cho cả người tuyết đứng đây nữa này. Thật là đẹp luôn. Rồi, đây là cái gì? Wow, một con khủng long hai màu luôn. Khủng long hai màu này cho đứng ở đây này. Khủng long bạo chúa đấy. Đây là một con khủng long màu gì đây? Khủng long ba sừng này. Wow, bao nhiêu các bánh xà phòng hình đủ các con vật luôn. Đây cũng là khủng long hai sừng này. Đây, khủng long này lại quay ra như này. Thế lại tiếp tục một con khủng long nữa này. Tí nữa khủng long này sẽ cho khủng long ăn cỏ rửa tay. Còn đây khủng long bạo chúa là sẽ cho khủng long bạo chúa rửa tay. Đây là một con hai màu nữa luôn này. Hết chưa em Cam ơi? Wow, lại một con khủng long bạo chúa nữa. Đây là khủng long lưng gai này. Khủng long lưng gai là loài ăn cỏ đấy. Đúng rồi, sẽ ra cho khủng long lưng gai. Rồi, hết rồi đấy. Wow, mình được quá nhiều xà phòng luôn. Bây giờ em Cam chọn đi, em Cam. Anh sẽ tặng cho em Cam một bánh xà phòng để rửa tay hàng ngày nào. Em Cam chọn cái loại nào nào? Đâu? Nhanh nhanh lên nào để anh còn mang ra cho các bạn khủng long nữa. Hay là lấy. À, chọn cái đấy chứ gì, được rồi. Bây giờ anh sẽ cho vào cái túi này cho em Cam dùng dần nhá. Đấy,
cho vào túi này, thắt chặt vào đây. Cam ra cam chỉ cầm xoa xoa như này ở dưới vòi nước là có thể rửa được rồi đấy. Ui, cậu cũng tặng tớ một bánh xà phòng đi. Tớ sẽ chọn bánh xà phòng người tuyết. Đấy, người tuyết màu đỏ và tớ sẽ để vào trong cái hộp này. Tớ hiện ra có một cái hộp đấy này. Không, chị thích để đây cơ. Đấy, để bánh xà phòng vào trong hộp này. Lúc nào mà mình rửa thì mình sẽ mở hộp ra để lấy, đóng lắp lại. Còn bây giờ, tớ sẽ đóng vào túi để mang ra cho các bạn khủng long nhá. Mỗi bạn một túi. Đấy, cho vào túi này. Đâu rồi nhỉ? Khủng long ăn cỏ đây. Đấy, đóng túi zip này. Đấy, được rồi. Khi đã ướt tay mình sẽ xoa xoa đi. Xoa xoa đều bằng xà phòng nào. Đây để anh làm cho mà xem đây này. Rồi, đây để anh làm mẫu nha. Mình sẽ cầm cái túi xà phòng này xoa. Đấy, các cái bọt này nó sẽ bắt đầu nó ra rồi này. Khi mà đã đủ rồi thì mình bỏ ra, mình để đây, mình xoa tiếp như thế này. Đầu tiên là xoa hai bàn tay lại với nhau nào. Xoa mu bàn tay nào. Đảo chiều nào. Xoa ngón tay nào. Không, em cam. Xoay xoay ngón tay cái cơ. Đấy. Đảo chiều nào. Rồi. Chúc ngón tay lại, chúc bàn tay lại. Xoay xoay trong lòng bàn tay để rửa sạch những cái móng tay. Đảo bên nào. Đấy. Rồi, sau đó là rửa tay lại với nước. Rửa tay sạch với nước nha. Được rồi. Tên. Tớ đã đóng xong các cái cục xà phòng này vào trong túi bóng rồi. Bây giờ chúng mình hãy đem những viên xà phòng này ra cho các bạn khủng long thôi.